Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Nhân Laptop Bàn Trọn Đời. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi trải nghiệm một cái dòng Dell Latitude nhập khẩu. Trước khi mà đi trải nghiệm thì mình cũng chia sẻ thêm thông tin, đó là sự khác nhau giữa Dell Inspiron, Vostro với các dòng Dell Latitude. Một cái câu hỏi đặt ra là vì sao mà rất là nhiều người thích dòng Dell Latitude? Thì do là Dell Vostro và Dell Inspiron á, thì được sản xuất linh kiện nó khá là đa dạng từ nhiều hãng, có thể nó là giảm cái giá thành xuống. Còn đối với dòng Dell Latitude á, thì sử dụng linh kiện spare bạc của nó chủ yếu 100% luôn là từ hãng Dell luôn, cho nên là nó dẫn đến cái chất lượng cũng là bền hơn. Tuy nhiên là đối với dòng Dell Latitude thì có nhiều người không có thích, bởi vì nó khá là già, cái mẫu mã nó cũng không có đa dạng, nó thiết kế hơi cứng. Tuy nhiên được lại là nó rất là bền bỉ. Quay lại cái chủ đề ngày hôm nay thì nếu mà chúng ta nhìn sơ cái chiếc Dell Latitude 3490 này thì chúng ta nghĩ nó là một chiếc Dell Inspiron hay là Dell Vostro. Ở chúng ta nhìn bên ngoài chúng ta thấy là thiết kế vỏ nhựa nhám nè, được bày bán ở rất nhiều cái trung tâm điện máy hay là các siêu thị. Tuy nhiên nó là một chiếc Dell Latitude chứ không phải là một chiếc Dell Vostro hay là Dell Inspiron. Mặc dù với cái chiếc máy này được hướng đến cái đối tượng là văn phòng và doanh nhân, tuy nhiên là với cấu hình bên trong thì lại có các đồ họa rời, cho nên là sẽ rất là thích hợp cho những người nào mà có nhu cầu, có thể nói là xài bán chuyên về đồ họa, học hành hay là những kỹ sư xài mà không chuyên lắm, nghĩa là không thể nào so với một chiếc máy trạm mà chúng ta thiết kế, chúng ta làm từ sáng đến tối được. Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể đáp ứng được cái nhu cầu về bán chuyên, vẽ được, view được, và chúng ta sử dụng được tất cả những cái phần mềm về đồ họa hay là những cái văn phòng thì rất là nhanh nhạy. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta đi trải nghiệm cái hiệu năng chiếc Dell Latitude 3490 này, sau đó thì mình sẽ đi trải nghiệm bên trong chiếc máy, xem cái nhu cầu nâng cấp khi mà mình thay đổi cấu hình hay là mình nâng cấp lên thì có đáp ứng được hay không. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta đi trải nghiệm. Mình đi trải nghiệm nhanh chiếc này nè, rõ ràng mình mọi người thấy không? Thấy là cái chiếc Dell này nếu mà mình nhìn ở bên ngoài chúng ta có thể chúng ta lầm tưởng nó là một cái chiếc máy Dell Inspiron hay là Dell Vostro được bày bán ở các trung tâm điện máy hay là các cửa hàng rất là nhiều. Mọi người thấy là Dell Latitude 3490. Chiếc máy này là Windows bản quyền. Đây, nó có mấy cái mã QR đàng hoàng. Ok, mình thử mình khởi động lên cho mọi người xem. Thì cái chiếc máy này được cái là màn hình Full HD cho nên nó cũng rất là sắc nét. Ok, bây giờ mình sẽ đi trải nghiệm hiệu năng với những cái phần mềm giả lập về đồ họa. Bây giờ mình mở cái phần mềm mà Full Mac nè. Mình sẽ test cái GPU, nghĩa là cái card màn hình đó. Mình cũng chỉ cho mọi người hoài á, thử ở nhà chúng ta cài cái phần mềm này lên để chúng ta test cái hiệu năng ở nhà. Thật ra nếu mà máy mà không có những cái đồ họa rời mà chúng ta chạy thì chúng ta thấy nó cũng rất là giật. Thì cái chiếc máy này nó có hai cái card. Đó là thứ nhất, đó là onboard nó là Intel UHD Graphics 620 và card đồ họa rời nó là AMD Radeon R7M460. Mình cũng hướng dẫn cho mọi người là mình nên chạy cái phần mềm này nó tầm khoảng
một phút rưỡi đến 2 phút là ok. Thì do là mình chạy cái phần mềm này nó cũng theo cái cảm tính lắm, nên là mình sẽ đi trải nghiệm với cái phần mềm mà Cinebench á, thì nó sẽ hiển thị ra đồ họa cho mình, thì mình sẽ thấy nó thực tế hơn. Rồi sau đó mình sẽ đi đến cái cấu hình. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tắt lại để chúng ta mở cái phần mềm mà Cinebench. Phần mềm Cinebench này rất được nhiều anh em kỹ thuật và những người đi mua máy sử dụng để mình test cái card và test cái hiệu năng máy. Bây giờ mình test cái GPU đầu tiên. Trong khi mà chờ đợi nó chạy cái GPU thì chúng ta thấy nè, nó có cấu hình là Intel Core i5-8250U với 4 nhân và 8 luồng. Cái card đồ họa nó là AMD Radeon R7M460. Cũng nói với mọi người hoài đó, sau khi mà mình chạy xong mình sẽ xem nó nằm bên danh sách này, nó đề xuất coi cái card đồ họa của mình nó ở đứng ở vị trí thứ mấy. Như trong video mình cũng có nói đó, cái chiếc máy này nó phục vụ hướng đến là doanh nhân và văn phòng. Nếu mà mình sử dụng đồ họa thì mình chỉ phục vụ cho cái nhu cầu bán chuyên thôi, không thể nào như một chiếc máy trạm hay là một chiếc Zbook hay là một chiếc workstation thực thụ được. Nên là mình cân nhắc và mình quyết định để mà mình mua cho nó phù hợp. Thì chúng ta sẽ xem cái FPS của nó đâu khoảng 43.63 FPS. Cái card này nó đang đứng ở vị trí thứ 6 trong cái danh sách đề xuất, cũng không cao. Nó có những cái card mà đứng đầu ví dụ như là Quadro K4000 hay là Quadro 4000 nè, rồi GeForce GTX này kia cái nào. Mình cũng có nói đó với mọi người đó, cũng chia sẻ đó, để mua một cái chiếc máy mà phục vụ cho nhu cầu về đồ họa kỹ thuật hay là kiến trúc thì mình nên mua là Nvidia Quadro. Thì nó giống như một vận động viên chạy bền, nó rất là bền, nó chạy không nhanh nhưng mà nó chạy hoài chạy mãi. Nếu mà mình mua chơi game thì mình mua GeForce GTX hay là RTX. Mọi người lưu ý. Ok, bây giờ mình thử mình test cái CPU xem với 4 nhân và 8 luồng thì nó quét như thế nào. Với cái chiếc máy này thì phân khúc giá nó tầm khoảng 14 triệu nhập khẩu ở nước ngoài về. Có cấu hình là Core i5-8250U với 4 nhân và 8 luồng. Con máy này được sản xuất năm 2018. Với RAM là 8GB, ổ cứng SSD 256, màn hình là 14 inch. Nhưng mà được cái là màn hình Full HD cho nên là mọi người thấy là rất là sắc nét nè. Rất là sắc nét. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tháo bên trong để xem những cái linh kiện bên trong khi mà cái nhu cầu mình thay đổi, mình nâng cấp thì nó có đáp ứng được hay không, để mình mới quyết định mình mua nó hay là mình trải nghiệm nó coi có phù hợp với mình hay không. Ok, bây giờ mình sẽ tháo bên trong. Chúng ta trải nghiệm chiếc máy này. Mặc dù chúng ta thấy là với chiếc máy này chỉ có 14 inch thôi,
Đối tượng phục vụ là văn phòng và doanh nhân, tuy nhiên là khả năng tùy biến của chiếc máy này cũng khá là cao. Mình có hai cái slot RAM nè. RAM hiện tại đang là 8GB thì chúng ta nâng lên 16GB. Chúng ta thấy là những cái chiếc đời máy đời mới thì nó sẽ có cái ổ cứng M2 hoặc là NVMe. Thêm một cái tùy biến cho mọi người, nếu mà mình xài về đồ họa hay là lưu trữ nhiều thì chúng ta gắn cái ổ HDD vào đây chúng ta lưu trữ. Tại vì cái giá thành của chiếc ổ cứng HDD nó rẻ hơn SSD rất là nhiều. Đây là cái quạt tản nhiệt của nó. Thì với chiếc máy này là một chiếc máy có thể nói là phục vụ cho văn phòng thì chỉ cần một cái tản nhiệt thôi. Mặc dù với 4 nhân và 8 luồng thì có thể nói là đáp ứng được cái nhu cầu về đồ họa bán chuyên. Hai cái loa nằm hai bên nè, mọi người thấy không? Đây là cục pin có cái dung lượng là 42 Wh, cũng không quá cao mà cũng quá thấp. Nếu mà với cái thời lượng pin này chúng ta xài văn phòng bình thường, chúng ta có thể nói là xài được trên 2-3 giờ với liên tục. Nếu mà các bạn mà xài đồ họa đó thì mình cũng có thể mình gắn ổ này, mình lưu trữ dữ liệu nè, chép hình ảnh các kiểu đó. Ok, cảm ơn mọi người. Mong là với những cái trải nghiệm vừa rồi thì mình sẽ có thêm nhiều thông tin để mình đi tìm mua một chiếc máy cho phù hợp. Nếu mà các bạn cần hỗ trợ hoặc là cần tư vấn hay là tham khảo thêm một số sản phẩm thì có thể comment hoặc để lại số điện thoại. Thì chúng tôi sẽ gửi mẫu cho mình tham khảo. Nếu mà mình cần có thể nói là trải nghiệm thực tế hơn thì mình có thể ghé cửa hàng để cài những ứng dụng, những phần mềm xem nó có phù hợp với nhu cầu của mình hay không. Đến đây thì cảm ơn mọi người đã xem video. Mọi người nhớ là đừng quên like và đăng ký kênh YouTube của Nhân Laptop Bằng Trọn Đời để theo dõi nhiều cái video hữu ích hơn nữa. Xin chào và hẹn mọi người ở những video tiếp theo.